hộ khẩn cấp hữu ích trên android trong những tình huống khẩn cấp thì mỗi giây đều rất quý báu do vậy khi người dùng gọi điện đến lực lượng cứu hộ như cảnh sát cấp cứu hay cứu hỏa đều muốn làm thế nào để thông báo về tình trạng của mình một cách nhanh chóng và chính xác nhất tuy nhiên không phải lúc nào người dùng cũng có đủ thời gian hoặc có thể cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết khi gọi điện đến số cứu hộ đó là lý do ra đời của một tính năng cứu hộ khẩn cấp mới được google bổ sung cho nền tảng android của mình tính năng mới này sẽ phép người dùng nhanh chóng truyền tải các thông tin về tình huống và vị trí của bạn đến số điện thoại của lực lượng cứu hộ mà không cần phải nói một lời nào với tính năng này người dùng có thể nhanh chóng nhấn vào một trong ba tùy chọn khi gọi điện đến số cứu hộ để thông báo về tình huống xảy ra bao gồm hỏa hoạn gọi cấp cứu hoặc gọi cảnh sát sau khi nhấn nút một giọng nói tự động tích hợp trong tính năng sẽ nói chuyện với số điện thoại khẩn cấp để thông báo về vị trí hiện tại của người dùng tính năng mới này không chỉ hữu dụng trong trường hợp khẩn cấp khi người dùng không có đủ thời gian để tự thực hiện cuộc gọi mà còn rất hữu dụng với những người bị câm hoặc rơi vào tình huống gặp khó khăn khi nói chuyện google cho biết tính năng mới này sẽ có mặt đầu tiên với những người dùng sử dụng smartphone pixel tại mỹ trong thời gian tới sau đó sẽ ghi nhận những phản hồi của người dùng cũng như từ lực lượng cứu hộ để đánh giá tính hiệu quả trước khi áp dụng tính năng mới này cho người dùng tại những quốc gia khác cũng như trên các hãng smartphone khác